Ok, hi xin chào người. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình lại trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.15. Yay. Như các bạn đã biết thì lần trước mình đã có xây xong chuồng cáo tuyết rồi đúng không? Và hôm nay mình sẽ dẫn cáo tuyết về. Thì chắc là khó khăn đây. Và mới vô mình đã chuẩn bị một số thứ cũng như là mình đã cắt một số thứ vô kho để mà cho nó tiết kiệm không gian kho đồ của mình đây. Đây các bạn thấy thì mình đã cắt hết trơn đồ của mình vô rồi. Thì mình sẽ sửa cánh để bay tới cái khu vực có cáo tuyết nha. Chúng ta sẽ dẫn nó bằng cổng địa ngục về, chứ bây giờ khá là xa để mà chúng ta dẫn nó đi bộ bình thường về các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn xem lại chuồng cáo tuyết của mình nha. Đây là chuồng cáo tuyết của mình. Cái chỗ này thì mình sẽ làm cái bậc thang đi lên, chứ dẫn nó vô như thế thì cũng khó. Rồi cái chuồng tuyết thì các bạn cũng thấy rồi, đúng không? Đây nước mình đã có đào băng và cái cúp sắt của mình đã có sửa lại hết rồi nha. Mình lại lấy sắt mình sửa lại. Và ở dưới các bạn thấy thì cũng thấy nước đúng không? Đây thấy cá luôn này, khá là tuyệt vời. Đây là một cái không gian sống của cáo tuyết. Rồi thì cũng ok rồi. Bây giờ chúng ta ngủ một giấc rồi sau đó chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cáo tuyết thôi. Yeah. Hay là các bạn muốn mình dẫn bộ về? Dẫn bộ về thì hơi bị xa đấy các bạn. Bây giờ cái tọa độ của mình tới cái chỗ đó là khoảng là 3.000 lóc. Uầy, 3.000 lóc đấy các bạn, xa lắm. Rồi ta vô nhà ta ngủ cái đã. Yeah yeah yeah. Và mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ series thử thách sinh tồn 1.15 này. Chúng ta sẽ cố gắng xây dựng những thứ mà phiên bản cũ nó vẫn còn ấy. Còn phiên bản 1.16 thì chúng ta chỉ khám phá những cái mới thôi. Đấy. Các bạn biết tại sao mình không chơi phiên bản 1.16 ở thế giới sinh tồn hay không? Tại vì nó sẽ bị lỗi ấy, bị lỗi thế giới các bạn à. Là không thể nào sinh tồn trong thế giới này được. Các bạn thông cảm cho mình nha. Và chúng ta sẽ sửa cánh. Mình có mèo da phantom này, cái này còn trong kho. Mình sẽ sửa cánh nha. Uầy, bốn cái là mới xong cái cánh đấy các bạn à. Ta sẽ sửa luôn cái xẻng này. Ui, cái gì mà 16 phù phép như vậy? Trời ơi, không được các bạn ơi, 16 phù phép mình không thể nào sửa cái xẻng được rồi. Bây giờ là cứ cắt vô kho tạm đi. Nào có phù phép, chúng ta có kinh nghiệm cho phù phép mới được. Băng nữa này, xẻng này. Rồi bây giờ thì chúng ta đeo cánh vô. Pháo hoa thì mới 39 á, chúng ta phải cần thêm pháo hoa các bạn à. Mình sẽ vô kho để mình chế tạo pháo hoa. Đây, tới đó thì chúng ta sẽ dùng cổng địa ngục nha, mà dẫn tụi nó về. Pháo hoa mình còn không ta? Như là hết mất tiêu rồi. Không sao, thuốc súng mình còn nhiều lắm. Đây, và giấy. Bí mình hết rồi ta. Ok, như vậy cũng được. Rồi, 64 nghĩa là được rồi ấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ bấm tọa độ để mà đi tới cái vùng cáo tuyết đó nha. Rồi. Dạ. Bỏ đuốc ra cái này. Mình đào mới có chính hắc nguyên thạch à, mình vô kho lấy thêm một hắc nguyên thạch ra. Đây. Trong kho mình còn 4 hắc nguyên thạch này. Rồi. Easy. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ định hướng cái hướng mà có cáo tuyết nha. Ok mình đã trở lại ở đây và tọa độ là 3.1297. Rồi bây giờ chúng ta bay tới đó nha. Hướng này là giảm đúng không, là bay hướng này rồi. Đây bây giờ các bạn nghe nhạc đợi mình bay tới đó nha. Rồi mình đã tới các bạn ơi. Yeah. Vùng có cá tuyết. Trước tiên thì ở đây chúng ta phải tìm cái khu mà tụi nó ở đã. Chỗ này chắc chắn phải có cá tuyết. Ok.
Để xem 3.000 lock thì ở trong địa ngục thì nó còn khoảng bao nhiêu các bạn? 1.000 lock không? Uầy, cảm giác xa vãi. Bây giờ dẫn tụi nó về cũng kiểu như dẫn gấu trúc vậy. Chúng ta có gà này. Ở đây có gà, tất nhiên là không có cáo rồi. Tại vì cáo nó rất là thích gà. Tại sao không có một con nào vậy? Ui, tiếng gì vậy? Mình không tin là không có cáo tuyết. Đây, các bạn thấy ở đây có rừng quả mọng này. Đấy, có quả mọng chắc chắn là phải có tụi nó các bạn à. Với lại tụi nó khó thấy lắm, tụi nó màu giống tuyết mà đúng không? Nên là cũng khó thấy, mình sẽ thu hoạch một ít. Hoặc là chưa nắng, tụi nó có thể ngủ trưa ở mấy cái gốc cây sồi, ở cái này là cây văn sam. Đấy, nó ngủ ở mấy cái gốc cây này nên cũng dễ thấy lắm. Mà sao mình không thấy con nào vậy? Sao mình không thấy con nào vậy? Xuất hiện đi Minh Hai ơi, có ba mộng này. Có khi nào rơi xuống đây không? Chắc không có đâu. Cáo ơi, anh mày tới rồi nè. Đấy, các bạn thấy bắt tụi nó khổ cực không? Nếu mà bây giờ mình dẫn nó về bằng cách thông thường là dùng dây ấy thì có vẻ hơi lâu ấy. Tại vì đường về nó hơi gồng ghềnh một xíu. Không có à ta? Quả mọng thơm ngon như vậy mà không có. Một bầy quả mọng luôn. À lộn, một rừng quả mọng luôn. Cáo ơi, xuất hiện đi. Không có con nào luôn ta. Mình không tin là không có con cá tuyết nào các bạn à. Mình không tin. Trời, có zombie trời. Thứ mình cần là cáo tuyết. Cái vùng này à, nhìn xa xa thì mình thấy cái gì kia. Ờ, cừu hả? Nó nhỏ lắm. Cáo tuyết nó nhỏ lắm. Mình phân biệt được mà. Ờ, hay là cái vùng này có không ta? Không. Thường là cáo tuyết nó spawn ở cái vùng Snow Taiga này này. Chứ cái vùng trên này khó lắm. Nó hay ngủ ở mấy cái gốc cây đấy các bạn. Không có ta. À, một em nha. Thấy rồi các bạn ơi. Ta sẽ sử dụng dây đi. Trước tiên ăn cái đây. Chỉ cần bắt nó lại là được. Xong sau đó cho nó sinh sản rồi sau đó mình dẫn con của nó về. Hoặc có thể nhốt nó ở đó rồi sau đó chúng ta dẫn nó về bằng cổng địa ngục. Mình phải đi từ từ các bạn. Hút mày này con. Một con. Vậy thôi. Một con nữa thôi các bạn ơi. Đây 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 đây. Đi nào, trời ơi còn ngồi đó nữa. Đi nào đi nào. Ờ, à, nó ngáy. Mình nghe tiếng nó ngáy rồi. Đợi, các bạn thấy không? Hai con, rồi. Bây giờ thì mình sẽ đào một cái hố nha. Mình sẽ đào một cái hố để mà cho tụi này xuống phía dưới này. Tạm thời nhốt nó thôi nha. Đấy, sau một tí này. Thôi tụi này nó lại nhảy ra ngoài được. Trời, nó ngậm lóc đắt kìa. Vãi thật. Làm sao mình tháo dây nó được đây? Ôi, không được, xuống, đúng rồi. Đó, sao xong mình sẽ cho nó ăn. Đó. Trời sắp tối đúng không? Mình sẽ ngủ nha. Ngủ mới có thể làm việc được. Đây, có giường luôn. Chuẩn bị hết rồi. Mình đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Các bạn thấy có con cáo con không? Mình sẽ cho tụi nó ăn quả mọng nha. Quăng ra này. Yên tâm đi, quả mọng nhiều lắm. Ăn đi. Đó, bỏ lóc đắt ra, đúng rồi. Rồi sau đó mình sẽ xây. Trước tiên ngủ đã. Ôi, lại ngủ một nơi lạ. Mình sẽ đặt cái cổng địa ngục ở bên này.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấy, easy. Ui, tụi nó ăn gì mà cạp cạp kia vậy? Dễ thương vãi. Mấy con cáo tuyết cute vãi. Rồi. Đấy các bạn không? Các bạn thấy không? Đây là địa ngục bình thường này. Nếu mà mình sẽ chuyển qua địa ngục kiểu nâng cấp ấy thì nó sẽ bị lỗi nhiều thứ lắm. Nó là không thể nào được nha. Tại vì cái phiên bản cũ, cái phiên bản 1.14 ấy là mình lên 1.15 là nó chỉ thêm ong vô thôi là nó sẽ không có bị lỗi. Còn nếu mà mình thêm vài thứ mà kiểu nhiều quá thì nó sẽ bị lỗi. Rồi bây giờ thì hướng nào ta? Hướng nhà mình thì mình chưa biết nha, thì mình sẽ nghĩa là mình sẽ tìm cái hướng nhà mình nè. Khó rồi đây. Để mình coi lại cái tọa độ địa ngục nhà mình là tọa độ mấy nha, để mình còn biết đặt lóc nữa. Ok, mình đã trở lại ở đây và tọa độ của cái cổng địa ngục ở nhà mình là 1 và 20. 1 là X và 20 là Z đấy các bạn. Thì cũng khá là gần thôi, cũng cách xa 400 lóc thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng bắt lóc tới cái hướng này đúng không? Hướng này là 400. Hay là dẫn nó bằng cách này thì hơi khó, tại vì các bạn cũng biết mà, cái con gáp nó không có tha cho mình đâu. Mình nghĩ cách bình thường như dẫn gấu trúc đi, được không ta? Hay là mình dẫn nó về bằng cách nhanh nhất đi. Các bạn thấy viên ngọc Ender này ở dưới này không? Nãy có con Ender nó trong lúc mình đang làm nhiệm vụ thì nó tấn công mình. Mình lỡ mình nhìn vô mắt nó không có một cái nằm vào nó vậy đó. Làm sao đây? Người ta có đường xuống không ta? Để mình mở đường ra. Nếu mà ổn thỏ thì chúng ta dẫn nó bằng cách bình thường về luôn. Đấy, không cần phải dùng xe mỏ hay gì cả. Rồi, cái này là cái đường xuống này, cách bình thường. Cẩn thận một tí là như này. Mình sợ tụi nó rơi xuống tụi nó mất máu ấy. Rồi. Mình nghĩ là mình sẽ dặn con cáo mà mình cho nó đẻ, cái con cáo con ấy, nên dặn nó đỡ hơn. Hướng này 300 lóc gần tới đấy các bạn à. Gần ảnh luôn. Chỉ có cách dẫn nó tụi nó về bằng địa ngục là nhanh nhất, chứ dẫn nó bằng đường thường là hơi bị lâu ấy. Cái chỗ dung nham này thì chúng ta cho lắp lại đi. Đấy, lắp mới có đường chúng ta đi qua chứ. Rồi. Hướng này thì đào thêm lóc này. Đó, lại không có đường này. Hơi khó khăn một tí nha. Mình phải làm đường gọn gàng để mà dẫn tụi nó không bị sao hết. Một cách easy. Ồ, chỗ này có một cái hố. Không có con nào bị rơi được hết. Ta phải cẩn thận hết sức. Hướng này ta sẽ đào luôn. Mình có thuốc kháng lửa trong người không ta? Nếu mà lỡ may nó bị rơi xuống dung nham ấy, mình có thuốc kháng lửa mình quăng vô nó. Để lát nữa mình về nhà mình có thử có thuốc kháng lửa không nha. Nếu không có mình sẽ chế tạo luôn. Trước tiên là dọn đường cái đã. Đây. Chỗ này nó hơi hẹp này. Đó, easy. Không có gì làm khó được mình cả. Rồi, bên đây mới khó khăn ở đây. Ta sẽ dẫn nó hướng này. Chết cha, bên đánh dấu rồi. Mình không có lóc để đánh dấu các bạn. Chỗ này ta sẽ lắp lại luôn. Mình mong là lúc mà mình dẫn tụi nó về thì đừng có con gáp nào xuất hiện phá đám là được. Rồi, phía này chúng ta sẽ làm một cái chỗ thang lên này. Đó. Đừng hỏi tại sao mình đập đá nhanh nha, tại vì cúp mình là hiệu suất 5 lần. Oh my god, lâu thế. Cái chỗ này cũng hơi nguy hiểm này, có một cái dòng thác dung nham này. Cái hướng này
khó khăn chưa? Như như là dẫn một ông hoàng ở một cái chỗ nào đó tới cái chỗ khu vực của mình vậy. Ghê không? Sen thấy các bạn thấy tụi động vật sen chảnh không? Đấy, nuôi tụi nó là phải như vậy nè, nó chịu. Ok. Mình mong là nó không khó khăn giống cấu trúc hướng này đúng không ta? Hướng này các bạn ơi. Đây. Rồi, bây giờ đập ra một cái đường hầm. Đây, thông qua xuống đây. Wow, đã vãi chưởng luôn. Cảm giác thoải mái vậy. Ui 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 ui, hết thoải mái rồi, hết thoải mái rồi. Sorry sorry, hết thoải mái rồi. Dùng nhau trong này nó khác thường lắm các bạn à, nó chảy như nước vậy. Ui ui. Sorry sorry. Rồi, đục đập phía trên đi. Chỗ này hình như là ở phía trên mình là dùng nham hay sao vậy trời. Đây là tầng 69 mà, cao mà. Ui ui ui. Ui 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 ui. Nguy hiểm vậy. Nguy hiểm vậy trưởng. Làm gì làm thì mình phải rộng 2 block các bạn. Quay quay, mình nghe tiếng con gáp nha. Wow, cao vậy trời. Cậu mong anh đừng làm gì em. Em đang bật lóc anh ơi. Tại là 4-6 lóc rồi, gần tới các bạn à. Còn mấy chục lóc nè. Rồi hướng này. Sau đó thì chúng ta đi hướng này các bạn. Hướng này. Hướng này thêm mấy chục lóc này tới. Ok, sắp tới rồi. Mình bỏ một bớ mớ netherrack đi. Nhiều quá. Tới chưa ta? 38 rồi này. Đây là 28 này. Ở dưới là bên này hầm thêm 20 lóc nữa. Rồi, thế là tới rồi. Đây. Mình nghe tiếng ma heo nó ở dưới thì phải. Do mình ở cao quá hay sao ta? Phải đào thử nha, tại vì mình đang ở giữa trung tâm, mình không biết là mình ở đâu nữa. Chắc là mình đang ở một cái chỗ cao lắm, phải đào thẳng xuống rồi. Đây, thấy này. Ở chỗ này. Đấy các bạn thấy lóc đá củi của mình không? Đó, thế là mình đã tới rồi này. Đấy, tới rồi đấy. Tới rồi đấy các bạn. Cho nó an toàn một xíu đi. Rồi, thế là xong. Mình chỉ cần chỗ này nó hơi hẹp một tí, mình mở rộng một tí thôi. Thế là xong đấy các bạn. Gần không? Quá gần rồi đúng không? Không có gì khó được chúng ta. Chỉ cần mở tầm IQ lên một tí thôi. Ui, khá là sâu đó. Rồi, thế là xong. Bây giờ mình tới lại cái chỗ cáo tuyết để dặn tụi nó về nha. Chỉ cần hai con về là bình an vô sự là ok thôi. Yeah. Ta bỏ này để rách đi bớt đã. Hơi bị nhiều rồi đấy. Mới bỏ bây giờ là lượm lại mấy stack rồi. Nhiều kinh khủng luôn. Đây, đây là địa ngục phiên bản cũ. Chúng ta sắp thấy địa ngục phiên bản mới rồi các bạn kìa. Yeah.
Còn một đống này direct trong này nữa này. Lượm hết để nó lắc thế giới đấy. Đấy, chỗ này có hơi bị hơi hẹp. Dẫn tụi này bằng dây thì dễ thôi. À các bạn, cá heo có thể dẫn bằng dây được ấy. Ồ, được của nó nha. Và cá heo khi mà trên bờ thì nó thở khoảng được mấy phút ấy, mình mới tìm hiểu được. Đấy. Cái chỗ này. Đó. Ờ, chỗ nào ta? Chỗ này đúng không? Chỗ nào quên mất tiêu rồi. Ơ, hồi nãy mình đi hướng nào mình quên mất tiêu rồi ta? Hướng này đúng không? Hướng này đúng không các bạn? Mình nhớ là hướng này nè. Chỗ này có cái dòng thác dung nham đúng không? À đúng rồi. Quên, tí là quên rồi. Tại vì nãy mình không có đánh dấu ấy, mình không có đem lóc đánh dấu theo. Cứ đánh dấu đại một hai lóc đất đi. Đấy. Nói mình mở đường cho tụi nó hết luôn này. Không có ai mà không có con động vật nào mà sướng bằng những con động vật mà mình dắt về luôn ấy. Rồi, thế là xong bài cáo. Một cách ui, sao lúc nào tôi chuẩn bị dắt về là nó xuất hiện vậy các bạn. Mình mệt với con này luôn ấy. Ủa, sao nó không bắn mình ta? Đứng kế bên luôn mà không bắn mình. À đây, trời tối ngủ dắt luôn. Ui, mới thì trời tối nhanh vậy ta. Đây. Em xui nha. Ta lấy lóc này lại. Và mình sẽ cho tụi này sinh sản thêm một con cáo tuyết con nữa này. Ơ, nó chưa sinh sản được các bạn à. Mình sợ dẫn tụi nó ngồi. Ba con luôn, con này nữa. Ủa, này cáo con nó đi theo này, đúng không ta? Ơ, con cáo con đâu? Đờ hỡi. Đây đây đây. Buộc luôn. Và cho mình xin nhẹ cái giường luôn nha. Chui ơi, chui. Ơ. Nó chui vô đó đứt dây hết à. Ui. Đứng lại. Ui sợ quá. Ơ, hướng nào vậy ta? Ở hướng này. Mình phải cầm cái cung trên tay các bạn à. Cẩn thận con gáp mới được. An toàn rồi. Từ từ thôi nào, đi từ từ thôi nha. Đi theo luôn. Con cáo con này chắc mình dùng dây luôn các bạn à, cho nó an toàn đi, chứ nó đi chậm quá. Lôi đi cho nó lẹ. Đúng rồi. Lại đây nào. Ôi, từ 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 từ. Ui sợ vãi. Hành trình dẫn cáo từ dẫn cáo từ địa ngục về. Đây gọi là cáo tuyết địa ngục. Cẩn thận nó bị kẹt lóc, nó đứt dây đấy các bạn, khốn nạn lắm. Lại nữa này. Ui, nó bị, trời ơi, đâu con lóc cái đây vậy? Lên em ơi, lên em ơi. Đi. Trời ơi. Đi. Nó thấy con gà hay gì đấy. Thì tình luôn. Rồi bây giờ chịu đi này. Cho tụi mày ngậm lóc. Tụi mày chơi như vậy cũng không chịu đi thì toan luôn. Ba con nha. Nhất thiết là phải ba con. Không được mắc con nào. Tận bậy nha. Đừng. Ui ui ui. Hết hồn. Ôi vãi, mình cứ tưởng mình rơi xuống lava rồi chứ. Mình rơi xuống không sao, quan trọng là tụi nó rơi xuống là toan hết luôn cả lũ. Nãy mình tính là về nhà mình lấy cái thuốc chống lửa mà quên đi chứ. Cái chỗ này mình đập lên chỗ này đúng không các bạn? Từ từ nha, để cái chỗ tao đập lóc ra này. Thì mình đi sai đường là dán chịu ấy.
đúng rồi, từ từ thôi. Con cáo con kia lên, đúng rồi, ba con. Hướng này đúng không các bạn? Ờ, đừng bị kẹt nha. Nên từ từ thôi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đúng rồi, cái đường này luôn. Từ nha, chỗ này hơi nguy hiểm nha. Đi từ từ thôi, đừng có để rơi. Đừng có để rơi. Đúng rồi. Quá hay luôn, quá cool luôn. Rồi, chỉ còn vài đường thôi mấy bé. Đấy, yeah. Ui, hồi hộp vãi các bạn à. Mình dẫn ba con thành công về, không bị rơi con nào luôn. Quá là hợp lý. Hơn là đường gần ấy, đường xa lặng cám rồi. Sắp về nhà rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đi thẳng hàng nha mấy đứa. Chỉ cần đi thẳng hàng là ok thôi. Ôi, quá ngoan luôn. Lửa này, tại sao lại có lửa ta? Nãy mình đâu có thấy đâu. Ui, nhưng mà về mấy phiên bản nâng cấp rồi dẫn tụi nó về bằng địa ngục thì hơi khó đó các bạn à. Trời ơi, dẫn tụi nó địa ngục về là hơi khó đó nha. Tại vì địa ngục nâng cấp lại quái vật nhiều lắm. Tại vì bị mấy con ma heo nó chặn đầu nữa. Wow, sắp tới rồi. Hướng này, từ từ thôi. Nó hơi hẹp nhưng mà vẫn xuống được. Mấy bé yên tâm. Kia đi lẹ đi, trời ơi, mày là con mà bị chậm thế. Nên là mày phải háo hức chứ. Qua đây, qua đây, qua đây. Đúng rồi, xuống đây. Đúng rồi. Chỗ này ai làm bể lung tung vậy? Đó. Là xong. Thế là xong rồi, yeah. Về nhà là an toàn rồi. Miễn sao là đừng có ở còn ở trong địa ngục nữa. Bây giờ đây. Có con đó đâu rồi? Hình như lên phía trên thì rồi thì phải á. Đi nào, đi nào. Khó quá. Con kia nó lì quá, nó không đi theo các bạn à. Ở đây này. Lên đây, lên đây. Ui, lì thật sự luôn, nhưng mà không có cách nào lên đúng rồi các bạn à. Làm sao đưa nó lên đây? Bây giờ chỉ còn cách là chỉ còn cách là đưa tụi nó bằng xe mỏ thôi. Khó quá. Này, đi bộ lên được này. Hai con lên trước nha. Ui. Ơ. Oh no, oh no, oh no. Ơ. Oh. Rồi, toàn một con rồi thì phải á. Bây giờ là cột tạm đi, mình rối quá các bạn à. Cột tạm hai con này đi, mình không muốn con nào nó mắc nữa đâu. Bây giờ là qua nó dắt lại là mệt lắm luôn ấy. Rồi. Con kia mình không biết là chết chưa hay là nó trốn đi đâu nữa các bạn à. Mình nghĩ là nó trong địa ngục lại rồi, nó chui vô lại địa ngục rồi. Đây, mình biết ngay mà. Trời ơi. Ngồi im thinh thích luôn. Lôi bộ. Lôi bộ. Trời ơi. Ngồi im dữ trời. Rồi, thế là mình sẽ lắp cổng địa ngục lại nha. Lắm mày tụi nó lại trốn vô nữa. Thì toàn. Rồi bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ dẫn tụi nó bằng xe mỏ nha. Chứ bây giờ là dẫn tụi nó lên thì khó quá. Mình lại đập ra ta. Khổ ghê. Ha, cứ dẫn thử dẫn từng con đi. Lên đây thì lôi nó lên cũng khó này. Đúng rồi, chúng ta phải dẫn nó bằng xe mỏ thôi. Đây. Ui, âm thanh ghê vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy đường ray. Đường ray này luôn. Cũng xe mỏ mình đã có rồi. Mình sẽ lấy thêm lóc đá cuội. Đây. Và mình sẽ lấy hai bả mộng ra cho tụi này sinh sản tiếp nha. Đấy, tiếp tục sinh sản nhiều càng tốt.
Đó, rồi ok rồi. Bây giờ thì đập ra thôi. Chỗ này thì hơi bị sai sai này, chỗ này chúng ta phải đập ra này. Đấy, xong làm như thế này. Rồi mấy bên này. Mấy bên này. Bên này. Cua thì chúng ta phải làm nó hơi khó khó đấy. Cho các bạn xem nha. Chỗ đây thì chúng ta cần một đường dây tăng tốc này. Chỗ đây thì đường dây thường. Lên đây cua qua đó. Chỗ này chúng ta cần một cái đường dây tăng tốc luôn. Tiếp tục là đường dây thường cua qua một cái tăng tốc ở đây. Đấy, lên. Và đây một cái tăng tốc lóc vào đây. Rồi một lóc được mà đường dây thường. Rồi sau đó là một lóc lên này. Để chúng ta phải đập cái chỗ này ra. Đấy. Lộn rồi. Chỗ này chúng ta tăng tốc đi. Đó. Lên. Lên và hướng về cái phía của trời sắp tối này, hướng về cái phía này thì hướng nào ta? Hướng này đúng không? Qua đây. Mình không muốn đập tùm lum ra đâu, nhưng mà phải phải đập luôn các bạn ạ. Không đập thì sao chúng ta dẫn nó về được. Chịu thôi chứ sao bây giờ. Ơi, cái đường của mình không sao. Mình có độ mềm mại là mấy chỗ này yên tâm ha các bạn. Cứ yên tâm. Mình làm được hết. Bây giờ cứ đập tạm đi. Rồi chỗ này. Cua qua chỗ này. Đập cái chỗ này ra luôn. Đập cái chỗ này ra luôn. Cỏ thì nó lan nhanh lắm nè các bạn yên tâm đi. Rồi, ta đặt đường dây này. Còn về phía đường dây tăng tốc thì tính sao? Mình chỉ cần dẫn nó lên bờ thôi mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, quên quên các bạn nha. Quỳ tí là toàn. Dẫn lên bờ thôi là mình lấy dây mình níu nó vô được rồi. Toàn quá toàn thật sự. Làm đập cái kiểu này giờ. Lóc. Ủa, nãy mình có một lóc cầu thang gỗ mà. Rồi xuống đây à. Trời ơi, giờ xuống đây các bạn ơi. Bỏ cái nào đây? Tạm thời bỏ đây đi. Rồi, thế là xong. Nhầm nhầm nhầm. Đấy, rồi. Chỗ này lên rồi sau đó chúng ta tăng tốc chỗ này nè, một cái chỗ tăng tốc chỗ này. Chỗ này tăng tốc này. Đó. Rồi, nghe tiếng anh ma heo xuất hiện luôn. Chỗ này chúng ta cũng tăng tốc này. Oh no 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 no. Tí là toang. Nhiều khi nhanh quá nó không hiệu quả các bạn ạ. Chỗ này là luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng đá đỏ nha. Đấy, quá hợp lý luôn. Rồi ngủ cái đã. Ngủ để mà tụi kia nó không phá đám chứ. Ai, mệt mỏi quá. Dặn tụi nó về chúng ta còn dùng tất cả các biện pháp an toàn nữa. Ai, đổ mồ hôi vì mấy con này cũng được. Rồi bây giờ chúng ta xuống phía dưới. Dặn tụi nó lên thôi. Từng con nha. Trước tiên mình cắt một mớ lóc đất đã. Cầu thang này mình dùng. Cứ cắt vô tạm một cái này đi.
mình sẽ mở ra luôn. Đây, đầu tiên một em trước tháo cái dây ra cái đã, cột lại này, cột em này cái này. Đúng rồi. Rồi xong một con nha, dẫn nó vô chùa, vô chuồng trước đã. Let's go, chào mừng đến với chuồng cáo của Teo. Teo sẽ dẫn mày về. Đừng có đứt dây nha, cứ ngậm lóc nó đi, lần nữa cho thịt gà ăn. Đây là cáo hoang nha các bạn, còn cáo của mình nuôi thì chưa có. Ơ mày làm gì vậy, mày làm gì trước chuồng ống đâu vậy? Thôi về đi, còn trốn gì nữa, nhà của mày 3000 cây số lận, trốn gì mà trốn. Vô nhà này ở này, ta cung cấp thực phẩm cho mày ăn mày còn không chịu nữa. Rồi chào mừng đã đến với chuồng cáo của Teo, nơi ở dành riêng cho mày đấy. Rồi thoải mái nha, thoải mái nha. Ok, quá thoải mái luôn. Trời ơi, có quả mọng này rồi, mới vô là bay tới cái rừng quả mọng của mình rồi. Rồi chúng ta tiếp tục với con tiếp theo, quả là hợp lý luôn. Mấy cái con nhỏ thì không cần phải gọi là cái gì đó, cái gì mình định nói mình quên mất tiêu rồi, định nói gì đó quên mất tiêu luôn. Rồi tiếp tục, nói chung là dễ dàng hơn, mấy con nhỏ dễ dàng hơn tại vì nó là cáo mình thuần phục ấy. Ôi nhìn tội chưa, bị bắt mẹ đi, nhìn tội chưa. Rồi để một con, một cái xe mỏ ở đây. Ở đây bảy bảy bảy, ôi vậy cũng được nữa hà. Ok, đây đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn, đúng rồi. Dân làng hóng hóng drama. Ơ what, nó theo đây được luôn này, con kia nó không theo ta. Rồi đi luôn, được của nó nha, càng tốt thôi. Lên đây, lên đây, trời ơi, ngậm lóc này đầu rách, mình cứ tưởng nó ngậm cục lạc xưởng ấy chứ. Lạc xưởng có nghĩa là cục xúc xích đi. Rồi sắp tới rồi, quá hợp lý luôn. Ơi còn ngủ chưa nữa, trời ơi trời, đi ông ơi, trời ơi trời, mấy con cáo này phải lôi nó như thế này nó mới chịu đi các bạn à. Không có dây chắc mình chết với mấy con này luôn á. Đi nào, đúng rồi. Ơi bậy bậy bậy, không có thoát nha. Tháo dây ra này, tháo dây ra này. Được rồi, được rồi, được rồi. Nè, cho cái nấm này, trả lóc lại đây. Trả lóc cho tôi. Ơ, không chịu à. Trả lóc đây. Ngậm lóc dơ lắm. Trời ơi, trời, chịu luôn. Rồi, còn một em cáo nhỏ nữa thôi. Thế là xong nha. Rồi, còn về cái sửa nhà thì mình sẽ sửa sau, các bạn yên tâm đi. Nếu mà sửa nhà thì nữa thì... quá là mất thời gian đúng không? Mèo, mèo cái gì mà mèo? Ở đó canh chuồng thỏ có Teo đi. Mèo là chỉ có canh chuồng thôi. Trời, mèo mà cũng không, tao bắt cá tuyết nữa hả? Trời trời, mày ngon thế. Ok, mèo gì mà ngon thế ta? Trời ơi là coi, nó ngủ trưa các bạn ạ. Thôi đi ông ơi, ngủ gì tầm này? Cho tôi xin. Trời nó ngủ làm sao mình lôi nó về đây. Lên xe mỏ đi. Trời ơi cái xe mỏ nó đẩy lên kia luôn. Ôi cay thế nhờ. Ơ oh no. Ôi hên quá. Không sao. Ôi nhưng mà tại sao nó rơi được. What, rơi con tí mà mắc máu chết luôn các bạn à. Ôi quái thật sự luôn. Vậy là mình đã mắc một bé cáo ở khu nhà của mình chứ không phải trong địa ngục.
No, không muốn tí nào, mình muốn toàn vẹn hết nhưng mà xui quá, chuyện rơi xuống. Ôi vậy thôi, rồi lấy lại hiện trường đi. Thế là xong nha các bạn. Đây, lần nữa mình sẽ ra cho tụi nó xinh xẻn tiếp đi. Ai biểu ham ngủ trưa, hồi nãy không đi theo đi. Nãy nó đi theo con mẹ là không bị mắc mát như vậy đâu. Bỏ dây vô nè. Chỗ này chúng ta có lóc đất nè. Nhưng mà lóc đất là để sao nha. Chuyện là... Ôi da, trời ơi, như vậy mà không mất máu mới lạ. Âm thanh gì mà ghê vãi. Rồi. Xong, tiếp tục là đá nền. À, trước tiên là cái chỗ lên đã. Một này, hai này. Mình lấy một cái đá cùi đã. Hơi rắc rối một tí, nhưng mà sao, sửa nhanh lắm, các bạn yên tâm. À, chỗ này đúng không? Chỗ này chúng ta lên thêm lock này. Kỳ vậy đó. Rồi, như vậy là đúng này, đó, chính xác. Đó. Ôi dạ. Đập phạm à. Đây, rồi, đây. Xong đúng không? Chỗ này có vẻ hơi sai sai thì phải. Rồi, chỗ này xong nha. Và một bức hình chỗ này. Đây, ta sẽ để lại bình thường. Bức hình đó rồi. Rồi, còn đất nha. Hay là còn đất. Đất hồi nãy mình có bỏ viên đỏ không ta? Ôi trời ơi, mới để bức hình. Tội mình quá đi, trời ơi. Mới để bức hình xong. Đây. Lấy là cái trụ này luôn. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Ta sẽ lấy một cái đất ra. Ở đường ray sẽ cắt vô lại nè. Cung này, xương này, nấm này. Ờ, còn gì nữa không ta? Netherrack. Netherrack đây. Rồi, lên phía trên. Đúng rồi, hai cục gỗ này đúng không? Đó, thế là xong này. Phần này chúng ta lắp lại thôi, lắp đắt lại thôi. Đó, thế là xong. Bây giờ chờ cỏ nó hồi phục thì chúng ta kẻ đường lại thôi. Rồi bây giờ xong xuôi đấy các bạn. Ra ngoài cho cáo ăn nữa là ok. Mình buồn một tí là mình đã mắc một con cáo con rồi. Không sao hết. Tụi nó về chuồng là ok rồi. Đây, thế là xong nha. Đây, mặt của mình cũng ngon lành cành đào hết rồi. Này anh ơi, lấy bà mộng này. Lấy bà mộng này, lấy bà mộng này. Rồi, xin sẵn đi. Đó, để thêm. Ơ, con kia lớn này. Cho nó ăn cái này. Đấy, nó không sợ mình đâu. Chỉ có mấy con cáo hoang như mấy con này nó mới sợ này. Đấy, ngậm đi. Nhả ra. Đúng rồi. Trả lóc lại cho teo. Ôi da, ôi da, ôi da. Trả lóc lại đấy, đừng có chạy. Trả lóc lại thôi mà. Đó, thế là xong nha. Và cảm ơn các bạn đã gọi là theo dõi tập sinh tồn hôm nay nha. Và mình đã thành công bắt cái tuyết về rồi. Thì mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ và mình sẽ tiếp tục ra thử thách sinh tồn 1.15 cho bạn xem nha. Và mình sắp tới mình sẽ dẫn cá heo về. Ủa, nó ăn kìa. Ui, dễ thương vậy. Yeah, bye bye mọi người.